Anh chỉ xem cô ta như là người bạn cũ mà thôi. Em không tin là giữa hai người chia tay rồi mà có thể làm bạn. Em không chấp nhận tình bạn kiểu đấy. Linh đã có chồng sắp cưới và bây giờ không có thể thay đổi được gì hết. Thế bây giờ cô ta và chồng sắp cưới cô ta có chuyện gì? Anh sẵn sàng chạy về bên cô ta đúng không? Chia tay đi. Ngày hôm qua ta nói chia tay, chuyện ngày xưa ta bên nhau một thời, có hay rằng nay xa nhau một đời. Vì ngọt thanh xuân ta trao nhau trong đôi ba câu hẹn ước mãi ngày sau. Vì yêu mà đến cũng vì yêu mà đi, dù ta có sai cũng phải tỉnh giấc thôi. Hiện thực dù chẳng chung lối, dù là ngày dài cứ phải trôi.